Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của luật thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn một số hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới. Danh mục này phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Luật thống kê năm 2015 và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia trong những năm qua đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê. Thông tin thống kê đóng góp tích cực vào việc giúp chính phủ hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế xã hội. Đó chính là một cái cơ sở để mà đưa vào trong, nhất là trong đại hội vừa rồi là đưa vào trong nghị quyết của đại hội đảng bộ của quận. Rồi trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm thì chúng tôi cũng đều căn cứ một số cái chỉ tiêu như vậy để có cái định hướng trong từng năm để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và sự tác động của cuộc cách mạng 4.0, thì phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Tại phiên họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê. Dự án được xây dựng trên nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận, cũng như đã thừa kế các quy định của luật thống kê năm 2015, các luật chuyên ngành có liên quan. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này thì các chỉ tiêu về kinh tế số là chúng ta chưa có trong đó thì cần phải bổ sung cái chỉ tiêu này. Các chỉ tiêu về cái logistics đấy là một trong những lĩnh vực rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta chưa có cái hệ thống chỉ tiêu này. Và đặc biệt nữa là các cái chỉ tiêu về cái môi trường và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu về liên kết vùng. Những chỉ tiêu rất quan trọng và chúng ta chưa có thì nay cần phải bổ sung cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Trong dự án sửa đổi lần này, luật thống kê sẽ luật hóa phương thức tính, công bố chỉ số GDP của quốc gia và GRDP của các địa phương, đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống, tính kết nối ở các khâu của quy trình, đảm bảo tính phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác có liên quan như giá trị sản xuất GO, chi phí trung gian IC, giá trị tăng thêm VA. Việc luật hóa các quy định trên sẽ tăng cường hiệu lực pháp lý, hiệu quả trong thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê, đảm bảo tính khả thi, minh bạch trong biên soạn, công bố GDP, GRDP. Bởi đây là những chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh thực trạng kinh tế của một quốc gia và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thì cái việc này nó thuận lợi, thứ nhất là nó thuận lợi ở các quốc gia là chúng ta tránh được những cái chỉ tiêu, những cái chồng chéo trùng lắp về cái giá trị GRDP của quốc gia cũng như là cái phân bổ những cái giá trị GRDP mà nó có cái giá trị nó nằm ở trên nhiều địa phương thì cũng phân bổ để cho các địa phương khỏi trùng lắp với nhau. Người dân, doanh nghiệp và chính quyền thì cùng sử dụng rộng rãi và sử dụng một cái chỉ tiêu đó cho tất cả các đánh giá và cái dự báo của mình, đó là một cái thuận lợi. Chúng ta thống nhất về số liệu thì chúng ta sẽ thống nhất được các cái dự báo cũng như là có cái cơ sở cho cái điều hành, quản lý. Theo cơ quan soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi bổ sung chỉ tiêu quốc gia phải phản ánh tình hình kinh tế xã hội chủ yếu của đất nước, phục vụ các cơ quan lãnh đạo đảng và nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, phải mang tính khả thi, tức là chỉ tiêu phải thu thập, tổng hợp và biên soạn được trong thực tế, và phải đảm bảo so sánh quốc tế, phù hợp với thực tiễn thống kê và tuân thủ các nguyên tắc hoạt động thống kê chính thức của Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, dự án luật sửa đổi, bổ sung phụ lục, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê sẽ được Quốc hội đưa ra bàn thảo tại kỳ họp lần này.